Chào mừng tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắt quần học sinh. Quần có lưng thun ở phía sau và lưng trước là bạn lưng thường. Độ tuổi của quần này dành cho cấp tiểu học. Mình có các cái số đo như sau: dày quần 65, vòng eo 66, vòng mông 74, vòng lai 16. Bây giờ mình sẽ đi vào phần thiết kế. Đầu tiên các bạn sẽ kiếm đường thẳng dọc và một đường thẳng ngang cách biên giấy một khoảng trống. Từ đường ngang trên cùng thì các bạn sẽ lái xuống là dài quần. Dài quần của mình sẽ bằng là số đo bằng 65 cm. Mình sẽ được kỹ đường ngang. Điểm này là điểm B. Tiếp theo, từ điểm A chúng ta lấy xuống là hạ đáy. Hạ đáy thì bằng vòng mông chia cho 4. Và các bạn cộng thêm cho cử động. Các bạn sẽ cộng cho cử động là từ 1 cho đến 4 cm. Ở đây thì mình sẽ cộng là 2.5 cm. Mình kéo đường ngang và mình đặt điểm này là điểm C. Tiếp theo mình chia đôi cái đoạn thẳng AC này ra 3 phần bằng nhau. Ở đây thì mình chia ra được là 7 cm. Tức là từ đường ngang đấy các bạn sẽ lấy lên 7 cm là đường ngang mông. Cái đoạn thẳng DB các bạn sẽ chia ra 2 phần bằng nhau. Và mình kẻ đường ngang. Đường ngang này là ngang gối. Sau đó thì mình tính ngang đáy. Ngang đáy thì bằng vòng mông chia cho 4 và cộng cho 2 cm. Vòng mông của mình là 74 chia 4 thì được là 18.5, cộng cho 2 cm nữa được 20.5 cm. Mình đặt điểm này là điểm C1. Và từ điểm C1 này chúng ta ra đáy là 2.5 cm. Mình đặt điểm này là điểm C2. Mình đặt thước vuông góc các cái đường ngang lưng và mình lấy dấu. Mình đặt cái điểm này là điểm A1. Từ điểm A1 các bạn sẽ lấy vào 1.5 cm là điểm A2. Nối A2 và C1 lại. Mình nối xéo hai điểm này lại với nhau và mình chia đôi cái đoạn thẳng này ra. Chúng ta tiếp tục nối xéo và chia hai. Sau đó mình vẽ vòng đáy. Như thế này. Mình sẽ chia đôi cái đoạn thẳng C và C2 ra 2 phần bằng nhau. Và mình kẻ một đường thẳng. Đường thẳng này gọi là đường thẳng chính trung. Thì cái đường thẳng này nó sẽ vuông góc với các đường ngang và nó song song với đoạn thẳng AB. Bây giờ mình sẽ tính ngang lai. Thì ngang lai sẽ bằng lai chia cho 2 và trừ cho 1 cm. Vòng lai của mình là 16. Mình chia cho 2 thì được là 8 cm và trừ cho 1 cm thì còn lại là 7. Thì tức là từ đường chính trung các bạn sẽ lấy qua mỗi bên là 7 cm. Sau đó mình đặt thước nối B2 và C2 cách đường ngang gối tại một điểm. Thì từ cái điểm đó các bạn sẽ lấy vào là 1.5 cm. Sau đó các bạn nối các điểm lại như thế này. Cái đoạn này mình sẽ đánh cong lại.
thì từ đường chính trung qua đường sườn trong bao nhiêu thì các bạn sẽ lấy qua sườn ngoài là bao nhiêu. Từ điểm C các bạn sẽ lấy vào là 0.5 cm. Và các bạn sẽ nối các điểm này lại với nhau như thế này. Từ điểm A2 chúng ta sẽ lấy qua ngang eo. Ngang eo thì bằng vòng eo chia cho bón. Vòng eo của mình là 66, chia bón thì được là 16.5. Thì từ điểm A2 mình sẽ lấy qua là 16.5 cm. Mình sẽ nối hai cái điểm này lại với nhau này. Và hai điểm này lại với nhau. Sau đó mình vỉ cái đường sườn, sẽ đánh cong cái đoạn này ra khoảng 0.3 cm, sao cho nó lướt tròn đều. Mình vỉ đường sườn sao cho trơn đều, không bị gãy gấp. Từ đường ngang trên cung, các bạn sẽ lấy xuống là 3.5 cm, là to bằng lưng. Vì là mình làm lưng rời, cho nên mình sẽ bỏ cái đoạn này ra. Mình sẽ bỏ cái to bằng lưng ra ngoài. Từ vị trí này mình sẽ lấy xuống là 1.5 cm. Sau đó mình sẽ đánh cong cái vòng lưng thân trước như thế này. Ở vị trí này thì là lai thành phẩm, mình sẽ vỉ đậm lại một chút. Ngang miệng túi ở lưng thì các bạn sẽ lấy từ sườn vào là 4 cm. Và dọc miệng túi ở sườn thì các bạn sẽ lấy xuống là 11.5 cm. Mình sẽ nối xéo như thế này. Như vậy thì mình sẽ được cái miệng túi xéo. Mình lấy to bằng lai là 3.5 cm. To bằng gập lai là 3.5 cm. Bây giờ mình sẽ chưa đường may. Vòng đáy 1 cm. Lưng là 1 cm. Sườn ngồi mình sẽ chưa là 1.5 cm. Lưng là 1 cm. Vòng đáy 1 cm. Sườn trong là 1.5 cm. Và lai thì gặp lai là 3.5 cm. Đã vỉ rồi cho nên mình không có chừa thêm. Này là thân trước nhân 2. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần thiết kế thân sau. Thì mình sẽ kéo một đường thẳng dọc và một đường thẳng ngang như thế này. Sau đó mình đặt cái thân trước lên. Mình đặt sao cho cái đường chính trung của thân trước nó phải song song với đường dọc. Và cái điểm đầu sườn nó phải cùng cái đường ngang trên cung. Sau đó thì mình sẽ làm dấu cái đường chính trung của thân trước sang thân sau. Mời các bạn lướt xuống phía dưới màn hình. Có dòng chữ viết hoa là Phát triển mẫu Việt Hiên. Đó là kênh của mình. Các bạn bấm vào kênh của mình, sau đó bấm vào chữ video để đón xem phần tiếp theo, phần 2, phần thiết kế thân sau.
Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video mình hay thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn tất cả các bạn.